Tại ăn cá linh. Cá linh, cá linh rẻ. Cá đi ít bữa hết cá linh cái mình bán lại đắt lời à. Đúng rồi. Người cam có mít cam. Dạ. Ta ít cho qua, ta giữ hết cho qua. Chứ một lần người cam qua thì bán đắt. Đúng rồi, giờ ít cho qua. Dạ. Cá linh non đầu mùa của chú ơi. Đó. Chợ Cải Sách thuộc huyện Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp á cô chú chị và các bạn, ngựa mặn Hà Nội nè. Chị đang gọi bằng cá linh. Mỗi nơi bán cá khác hả cô? Là không, cá cũng giống cá nhau nhưng mà chỗ bán rẻ chỗ bán mắc vậy đó. Dạ, em chào chị bán rau. Bán đi. Này, nếu có duyên em sẽ chia sẻ cái phần số tiền của anh Tấn Trần á ở bên Mỹ gửi cho em nha chị. Chị chào cô. Cô đi chợ hay cô bán? Cô bán luôn hả? Cô đâu bao nhiêu tuổi vậy cô? Cô thứ mấy? Cô ba. Kênh Dùng Biên TV hả chị? Đứng mặt lên. Ăn ngồi cho chị nghe. Chị ngồi ngay cái góc nhà lồng nè. Cá linh non mùa này là gì đó? Kiến chưa cô? Cá mè. Em bán đông khách nha em gái. Yeah. Em bán bánh chuối nè. Đó. Cô đó bán cá này là cá bóng xanh nè. Không. Mời chú nướng trái nhiều con. Con chú nướng trái nhiều. Cho gỡ nó đi. Cái đó cá bè dính mà. Cái gạch lẩu. Cô chú chị các bạn có đến chợ Cái Sách mua hồ cho chị nha. Chị tên gì hả? Thứ mấy hả chị? Chị Ba Mai. Chị Ba Mai. Kiếm nhiều hả chị? Cái đầu mất cỡ. Chút đảo là mua liền á em. Anh thay mặt anh Tấn Trần á, ở bên Mỹ gửi tặng cái số tiền 200 ngàn này cho chị nè. Dạ, dạ, dạ. Cái này của anh Tấn ở bên Mỹ á. Dạ. Rồi em chúc chị nhiều sức khỏe nha. Dạ. Ôi. Cô.
là mình về đâu đó chị? Chị còn muốn chạy thẳng là được luôn ha. Em xin kính chào quý cô chú, quý anh chị cùng các bạn trở lại kênh Vùng Biên TV của em ngày hôm nay nha. Hiện tại thì em đang có mặt tại chợ Cải Sách, cô chú, anh chị và các bạn thuộc huyện Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. Ở phía tay bên em nè, là thuộc ở bên đó là biên giới Campuchia đó cô chú, anh chị và các bạn. Còn bên đó là Việt Nam nha. Đầu tiên em cũng chúc cho toàn thể quý cô chú, anh chị cùng các bạn thật nhiều sức khỏe, luôn bình an và tràn ngập hạnh phúc trong cuộc sống nha. Cô chú anh chị và các bạn xem clip của em nhớ tặng cho em một lượt đăng ký cũng như một lượt like. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn. Cái đây tên ngôi chợ này cô chú anh chị và các bạn. Ở đây có xe bán trái cây. Cô bán cho con ký mặn đó đấy cô. Đây có cô bán trái cây, bán cho con ký mặn này nè cô. Ký nhiêu tiền hả cô? Ông mua mà. Ông mua. Ông quay nữa mua luôn á. Cô không quay lắm á. Giờ cô gửi tiền cô nè, cô cắn cho con. Mình bán ngàn buổi hay là mình để đu động á cô? Đu động. Đuổi đi. Đuổi đi. Đuổi đi. Dạ. Ở đây có cô bán ốc nè. Ốc này của cô luôn hả? Cái này ốc lát không ơi cô chú. Giờ tiếp giới với biên giới này là ốc rất là nhiều nè. Ốc này rất là ngon luôn, cái này mình luộc. Cô lựa cho con mấy trái cứng thì lát con vàng lấy nha. Dạ. Con gỡ đây nha. Con đi có khoảng 1 tiếng con đảo ra. Dạ, cô cho con lấy luôn. Con chúc cô bán đông khách nha. Chẳng quay nó muốn ăn cái đông khách. Cô bán nho, cô cho chùm nè, giờ đây trái cây luôn nè. Dạ. Cho con gỡ đây nghe cô. Dạ. Chợ mình mùa này cá nhiều không hết cô? Cá chấm nhiều không cô? Cho cá chấm. Dạ. Dạ cô lựa cho con mấy trái cứng đi, con để đây lát con lấy nha. Con chúc cô bán đông khách luôn nha. Dạ. Dạ. Ở phía trước chợ Cải Sách này có một cô đang bán trái cây cô chú ơi. Chợ Cải Sách thuộc huyện Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp đó cô chú chị và các bạn. Cô đang lựa mặn Hà Nội nè. Cho con gửi đấy nha. Dạ. Ngon quá. Cô chú có anh chị có các bạn có đến đây ủng hộ cho cô nha. Rồi em mời cô chú anh chị các bạn vào đây một vòng luôn. Bên đây thấy có một cô đang móc khẩu cá linh nè. Về biên giới là cá linh rất là nhiều nha cô chú. Cho em quay cái bọc cá linh này cái nghe chị. Chị đang ngồi bằng cá linh. Dạ. Giờ biên giới là mùa này là cá linh non cô chú. Rồi em cảm ơn chị, chúc chị buổi sáng mấy anh vui vẻ luôn. Mời cô chú anh chị các bạn đi tiếp vào bên trong để trải nghiệm cái ngôi chợ này với em nha.
Ở đây là nhà lồng mấy cô chú. Hai bên đây là buôn bán đồ. Chào chú. Chúc chú buổi sáng vui vẻ bán đông khách. Dạ. Dạ. Chợ mình lúc nào đông chưa? Dạ. Dạ. Chào chị. Ở đây cái ánh sáng nó hơi bị tối với cô chú ơi, là do ở bên phía trên là người ta che những cái tấm tôn đó. Em chào chị. Chúc chị bán đông khách. Dạ, cảm ơn. Cái này bán đông khách không chị? Ở lắm rồi. Dạ. Không có khách đi chợ. Gì hả? Ở bên trong chị? Vô trong chợ cá đông đông đã. Dạ. Dạ dạ vô chợ cá. Em chúc chị bán đông khách nghe. Dạ, cảm ơn. Chúc chị bên đây luôn. Chúc chị bán đông khách nghe chị. Chị bán cái gì? Dạ em bán bún riêu hả? Đồ chai, đó. Đồ chai, cơm chai. Cô chị bên đây bán đồ chai nè. Cô chú anh chị các bạn có đến chợ Cái Sách vào bên trong đây nha. Bán đồ ăn sáng nè. Giờ bán dụng cụ học tập cho mấy em. Dạ kênh của em là Dùng Biên TV. Phải hỏi là mình kiếm kênh lên coi. Dạ. Em chúc chị bán đông khách luôn nha. Dạ. Em chào chị. Chào em gái luôn. Bye bye con. Mất cỡ kìa. Căng thẳng rồi. Em chào chị. Chúc chị bán đông khách. Dạ dạ. Chào anh. Bán hột vịt hả? Đủ thứ. Anh bán quán gà, chiến dịch của YouTube. Tức là bên gì? Của em là Dùng Biên TV. Dùng Biên TV. Bên đại điện hình đó hả? Không, trên YouTube á. Dạ. Anh bán đây không hả? Anh bán bên đây luôn. Chúc anh chị bán đông khách nha. Dạ. Đánh đá hả? Tối lên YouTube. Chị bánh bía này mấy con bịch hả chị? Bía nào sao? Bánh bía chai hả? Chị đây bán bánh bía nè. Vừa bán mì, bán gọi là tạp hóa đó. 740 ngàn. Chúc chị, anh chị bán đông khách nha. Dạ. Em chào anh. Dạ. Em chào chị bán rau. Bán từ sáng giờ đất không chị? Có khách nhiều chưa? Bán cũng chậm lắm chứ. Dạ. Chợ cái này vắng lắm. Quýt này chị bán ký nhiêu? 50 ngàn. Chị căng cho em hai trái đi. Thôi con mua, chị hỏi không được hả? Thôi con mua đi. Con mua mở hàng chị. Nhiều quá chị. 25 ngàn. Anh chúc chị bán đông khách nha. Chị bán rất là đông nè, rất là. Cho em gửi đi. Chị còn ở đây không? Đậu xe đằng này, để tôi có đi ra. Xe chị còn đậu đây nè. Cặp đây ha. Đậu ngay đây nè, chỗ nãy cưng quay đó, đậu đó đó. Cứ cầm đi luôn đi, sợ không cầm chị mất công nữa. Dạ. Cầm đi. Dạ. Để chị đẩy ra chứ cưng thấy. Dạ. Đi vòng vòng mình. Chị bán trái cây nè, bán táo nè, bán dâu, dâu với bồng bon. Còn mình nói là chị bán rau củ luôn. Em chúc chị bán đông khách đi chị. Dạ. Chợ mình lúc này đông chứ hả chị? Dạ cũng lấy gai người ta chứ. Dạ lấy gai là đông nhất ở ngoài đó hả? Đông nhất ở ngoài đó. Dạ. Dạ em chào chị. Chúc chị bán đông khách nha. Chúc em gái bán đông khách luôn. Ở đây là nhà lồng nè cô chú. Bán tập hóa luôn nha. Bên đây bán tập hóa luôn nè.
Ngày hôm nay nếu có duyên em sẽ chia sẻ cái phần số tiền của anh Tấn Trần á ở bên Mỹ gửi cho em. Nếu em có duyên em gặp những cô chú nào bằng vé số em sẽ gửi tặng lại. Và chào chị, cho em quay cái này cái nha. Thôi em mua. Mua mà kêu tôi đây chị chào. Áo cho quay, cho quay. Chị mắc cỡ à. Mắc lên cái nhiêu chị? Mấy chị ở trong thôn may mắc cỡ lắm, ít có thích lên đài. Không cho lên đài đó. Cái này nhiêu chị? 5 ngàn. Rồi, bán em 2 cái luôn đi. Này luôn hả? Dạ, 2 cái đó luôn đi. Em mở hàng chị chút xíu là chị hết trơn luôn. Có gì đâu mắc cỡ. Chị ở đây chị bán bánh ú đó nè. Đó. Rồi bánh này bánh dân gian nha. Chờ mình lúc ra đông chứ hả chị? Giờ đây, ta đi lây lây chút có đông. Anh đi chợ cá nè, anh quay mấy bà chợ cá thấy. Quay cá linh này kia, cá linh đặc sản á. Đó, đó ha. Cá. Ừ. Dạ. Bánh này sao đi chợ Bình Phú với chợ Tân Hộ Cơ đồ hay bán là bánh lò bánh à? Bánh bò thốt nốt. Bánh bò thốt nốt mà làm theo kiểu của người Cam. Dạ. Cái này người không phải theo kiểu người Cam mà người Việt Nam. Dạ. Dạ. Ừ. Thì chúng em bán mau hết nghe. Dạ. Chào chị, chào cô. Cô đi chợ hay cô bán? Cô bán luôn hả? Quay đi anh, quay đi. Biết mua gì ủng hộ cô vậy ta. Thôi con chúc cô bán đông khách đi. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Em chào chị luôn nha. Dạ. Yeah. Yeah. Ở bên đây là chợ cá nè, em thấy cái chợ cũng nhỏ nhỏ. Từ sáng giờ mình bán đắt không cô? Con chào cô. Cô đang bán cá nha. Cá điêu hồng, cá cha. Cái này là cá hú hả cô? Dạ. Yeah. Cá hú. Bên kia là cá lóc. Này quay chợ cá sách đi. Dạ. Chợ mình lúc này là đông chưa hả cô? Chút xíu nữa đông. Dạ. Trời ơi, ở đây cá mày dùng chà bá không cô chú ơi. Còn hơn nửa ký á. Cả ký á. Cả ký luôn nè. Cho em đụng vô cá cái nghe con. Dạ. Đây cô chú ơi. Đây, con này nữa nè, con nào lấy cho ba. Cho ba lửa luôn. Cá quá ngon. Cá he là cá nhỏ nè. Cái này dinh. Dạ. Cô chúc cô bán đông khách nghe cô. Dạ. Cô chúc cô bán đông khách. Dạ. Dạ. Anh Trâm xin quay chuột cái. Dạ. Đây em bán chuột. Ký bao nhiêu anh? Một ký chuột lớn 120. Chuột vừa 100. Chuột lớn 120, chuột vừa 100. Anh bằng luôn không? Bằng luôn. Bằng ta luôn. Dạ. Ở đây là anh nhận bằng luôn nha cô chú. Chuột lớn là 120, chuột dừa là 100. Ủa, 5 chấm. Cái này mình lấy bên Đồng Biên về ha anh? Lấy ở bên Campuchia về. Dạ. Em chúc anh bán đông khách nghe anh trai. Chết rồi.
tối. Chuột đồng mùa này là rất là ú luôn rồi cô chú, nhìn nó bứt mượt luôn á. Chợ mình lúc này là đông khách chứ hả anh? Dạ. Giờ này là muốn tan giá sáng đông khách lắm. Dạ. Giờ này là muốn tan hả? Hôm nay đi 5 giờ là đi rồi. Thôi thôi. Vậy em đến đây trễ rồi. Anh nói là chợ này nhớ mua sáng sớm đó cô chú. Còn chỗ này là khách lây gai thôi. Chúc anh bán đông khách nha. Rồi, chào anh với chào em gái luôn. Ở đây anh thấy có bông súng nè, cô chú. Bông súng cái cọng nó rất là dài luôn nha. Đó, nó dài đâu có khoảng 2 mét mấy luôn cô chú ơi. Bông súng rau muống. Còn muốn mua phanh lọn đó nè. Rồi, bên đây bông điểm đó cô chú. Đó. Cô chào cô. Bán thì sao như đông khách không cô? Có này ngon rồi. Cô bán này là sao á? Người ta mua nhiều thì bán nhiều, mua 20 thì bán gì lắm. Cô bán cho con. Cô bán phai chiên nè. Cô bán cho con 10.000 thôi. Cô năm nay nhiêu tuổi á cô? 70 mấy ha. Dạ. Cô chúc cô lúc nào cũng như sức khỏe hết á. Cảm ơn. Dạ. Mua phai chiên ủng hộ cô nè. Ngày nào cô cũng bán đây hả cô? Dạ. Mệt trong mình thì không bán. Dạ. Bữa nào mệt thì không bán. Còn bữa nào khỏe là ngày nào cô cũng bán. Dạ. Cô chúc cô nhiều sức khỏe nè. Luôn buôn bán đông khách. Cô gửi tiền cho cô. Cô để cháo dầu cho nóng là cái bắt đầu cô để pha vô cô chiên á. Cô chú anh chị các bạn có đến chợ Cải Sách bước vào bên trong nha. Tay phải có cô bán chuối chiên. Cô thứ mấy cô? Thứ 3. Cô ba. Quay đại ca tôi ba. Quay đại ca tôi lên rồi. Dạ. Bán ba chiên. Dạ. Ở bên đây đại ca, còn bên đây sao nữa? Sư phụ của đại ca. Phải không chú? Phải không? Phải. Cái này đại ca, còn đây sư phụ của đại ca. Đó là sư phụ. Dạ. Lại chú thứ mấy chú? Thứ ba. Nhìn chú Huyền muốn chết luôn, đại ca gì? Đại ca ta xăm dữ lắm. Cái này mới đại ca. Đại ca hồi xưa đâu ơi. Đại ca giờ đây còn, còn bây giờ là sao rồi, gác kiếm hả chứ? Gác kiếm rồi. Đó cầm đầu á. Sáng bữa nào bốn chú cũng ngồi uống cà phê gì ha? Ừ. Mấy chú uống cà phê cho con đãi mấy chú cà phê. Có là uống bậy kìa. Ở đâu bán con đãi thiệt á. Chú. Chờ mình lúc này đông chưa hả chú? Hả? Cũng vậy rồi, lấy dài. Bên đây giờ này. Dạ. Cái này mấy chú uống cà phê cái chưa chưa cái mấy chú về.
Có nhâm nhi không chú? Cái này nhâm nhi được không? Nhâm nhi rất chịu, nhâm nhi giờ này. Không phải chiều kìa, nhâm nhi được không á? Con chú, mấy chú vừa sức khỏe nha. Chúng chú đại ca dồi dào sức khỏe. Con nói chơi kìa chú. Ra này hồi đó ông biết đâu. Gì đó hả? Ừ, giờ, không nhìn giờ, chú còn khỏe mà. Giờ người khác kiếm rồi. Dạ. Không tính cái vợ nữa đó. Gì hả? Được mà. Cứ mà ngặt ở đây kiếm có tính ra nước ngoài sống không có đòi chứ. Chú tính kiếm vợ đó cô, chú là mấy cô nào có coi clip con thấy chú được kết nối nha. Không coi clip đó, coi clip đó trời rồi. Vậy đi theo chú đó, đầu là mình tỏ. Dạ. Lên tiếp được coi anh Tông gặp đại ca. Dạ. Chú thứ mấy con đó con giới thiệu luôn cho chú. Thứ bảy. Chú ơi có lại lên gì nè, bánh ghép yêu thương không? Ừ, bánh ghép yêu thương, kết nối yêu thương. Kết nối bánh ghép yêu thương. Rồi, chúc mấy chú nhiều sức khỏe nha. Nè cô bên đây chiên rồi nè, hấp dẫn luôn. Chiên đó chả dầu bên sau đó. Dạ. Cô năm nay nhiêu tuổi vậy cô? 74 tuổi. Cô thứ mấy? Thứ ba. Cô ba ở chợ Cải Sắp. À. Con tên Bình. Con chúc cô ba nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cô 73 tuổi như là còn khỏe lắm rồi, còn buôn bán gì là ok hả cô? Dạ. Ngày nào mình cũng bán buổi sáng hả cô? Ngày nào cũng bán buổi sáng. Dạ. Bán từ 9 giờ 10 giờ thì mình về rồi. Dạ. Cô thích ăn này lắm nè. Dạ, một chút con quay xong con ăn. Dạ, cô chào cô ba nha. Dạ. Cô ba ngồi bán cái tôm gọn gọn dễ thương lắm cô chú ơi. Đó, cô ngồi bán đây nè. Cô bán khoai lang chiên. Ở đây của cô luôn. Cô đây luôn nè. Rồi cô bên đây cô bán trứng luôn nè. Bán mè nữa nè. Cô bán cái chút à. Bán thư giãn thôi chứ cô hả cô? Dạ. Dạ. Là mình phải vận động mới được. Dạ, đúng rồi. Dạ. Dạ. Cô bán chuối chiên nha. Dầu trong veo luôn, chuối khoai vàng ươm luôn, ngon lắm cô chú. Ở đâu mình đi quay đi chú? Con ở Bình Thạnh của thành phố Hồng Ngự. Dạ. Con đi chợ này chợ kia á, quay clip gửi cho bà con ở nơi này nơi kia xem. Ở nước ngoài nữa. Cô chào con nha. Cô chào mấy chú luôn. Ở đây em thấy bán chuột. Cho anh quay các em. Ở đây là đang làm chuột của cô chú. Mùa này là chuột nhiều ha chị. Dạ. Vô mùa chuột rồi đó. Dạ. Nhiều mà lại ú nữa. Quay để giới thiệu tên rồi lên cho ta biết coi. Kênh kênh Dùng Biên TV đó chị. Đưa cái mặt lên cho anh bán. Cả cá kìa. Quay lên liền. Quay lên mạng rồi chứ ta. Tối lên xem Dùng Biên TV. Dạ. Chị bán chuột đó hả chị? Từ sáng giờ bán đông khách hả chị? Dạ. Chúc chị bán đông khách nha. Ngày nào cũng đông bì gì luôn. Nào, bên đây là mẫu lớn nè. Nhiều được à. Quay nhiều mắc cỡ là cô tiếng mắc cỡ luôn. Dạ. Ở đây là chợ Cái Sách cô chú. Ở đây cô bán cá đó nè. Cái này cô làm được bán hả? Chị
Chị giăng lưới, ông xài giăng lưới hả chị? Dạ. Cái đó 1 ký nhiêu hả chị? 50. Còn ở đây là 50 luôn. Cô chú chị các bạn có đến chợ Cái Sách mua cá ủng hộ cho chị nha. Chị ngồi ngay cái gốc già lồng nè. Chúc chị bán ông khách nha. Dạ. Chúc hai chị đẹp mằn chuột vui vẻ bán đông khách luôn nghe. Để qua nó quay chuột bên đó đó. Dạ. Bên đây có cô bán mía nữa. Cô bán cái gì nhảy xôi 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 đấy hả cô? Bán cá linh chú. Cá linh. Ôi, đi về chợ biên giới thấy hàm lắm cô chú ơi. Ở đâu mà về đây chú? Dạ con ở thành phố Hồng Ngự. Đó. Cá linh non mùa này là gì đó, 1 ký vô hả cô? 1 ký 40. 1 ký hả? Dạ. 1 ký 40. Dạ. Còn măng rồi? Măng rồi 1 ký 100. Còn còn 1 ký 100. Dạ. Sao con mua được ta? Cái này cô nói là 1 ký 40 nè. Dạ. Còn mà măng rồi là 1 ký 100. Dạ. Ủa sao dưới chợ Bình Thạnh nó bán tới chưa mặn là 100, còn mặn rồi là 150. Dạ. Mỗi nơi mỗi khác hả cô? Dạ. Không, cá cũng giống cá nhau nhưng mà chỗ bán rẻ, chỗ bán mắc vậy đó chú. Dạ. Cái này mùa này là ở biên giới là cá linh non nè cô chú. Dạ. Không chụp bóng xì gì cho nó sống nè. Có mặn rồi không cô? Mặn thì có nhiều đi, mặn cho chứ cần nhiều nữa mà không được. Dạ. Cô bán mía. Giờ con chúc cô bán đông khách nha. Dạ. Cô thứ mấy cô? Cô Tư. Cô Tư bán cá linh ở chợ Cái Sách. Dạ. Với cô bán mía đó nè. Cái nhà lồng chợ gọn gọn nè, khách cũng lay dai à. Cái này đông chưa hả cô Tư? Vô quay cá linh nè. Dạ. Em đi vòng đây vòng cái đạo lời. Chúc cô nhiều sức khỏe cái cô Tư. Dạ, dạ. Bán đông khách luôn. Cũng nhiều hả chị? Bún cá. Chị đang bán bún cá nè. Hay. Để chút xíu em dẫn em kết thúc clip em ủng hộ chị. Dạ. Chúc anh chị bán đông khách nha. Dạ. Anh chị bán bún cá ở chợ Cái Sách nha. Gọi là bún năm chấp á. Năm chấp á. Năm chấp. Cái tên nó là gì? Tên nó là năm chấp. Năm chấp. Dạ. Mình ở gần đây chắc mình biết tiếng Cam hả chị? Dạ biết chút chút thôi à, chứ không có biết nhiều. Dạ. Dạ biết tiếng Bán. Sao em không thấy người Cam qua đây trang phục? Ít cái này, ít cũng như kiểu như mình cho nó xuống bớt vậy đó. Dạ. Cũng như là hạn chế cho qua. Dạ. Dạ. Trời, em chúc anh chị bán đông khách nha. Dạ. Chứ còn một lần là đông hả chị? Dạ. Cái đường này là mình về Trần Phước cái gì nè phải không? Dạ, đi đường Phước thì đi đường trên kia trên tới đường biên phòng là mình có đường chạy qua. À, chạy. Mình chạy bình thường hay là có giấy tờ gì không chị? Tại lát anh đi phúc tra chứ. À bình thường. Dạ, yeah, em cảm ơn chị luôn. Mình ra cái chỗ biên phòng thì nó không hỏi giấy, mình không hỏi em thôi. Dạ. Để coi em làm sớm rồi. Chị bán xe bún cá nè anh chị nè. Chúc chị bán đông khách nha chị. Dạ dạ. Dạ. Tại 8 giờ mới đi làm. Ở đây có mấy chị bán chuột nữa nè. Đó. Chuột này là chuột bằng giòi á cô chú ơi. Dạ. Dạ. Chuột bằng giòi, 1 ký nhiêu quá em? Chuột bằng giòi 1 ký 80. Ngày nào mình cũng bán ở đây hả chị? Em chúc chị bán đông khách nghe. Chị bán chuột 1 ký 80 ngàn.
Ổi này mình trồng hay là mình căng của ta là bán hả chị? Căng. Căng. Chị bán ổi, bán khóm. Mía này mình bán theo mùa hay là ngày nào cũng bán hả cô? Dạ. Nước lên có mía. Dạ. Cô đang giống mía của chú. Vậy, cái này cũng như ba đảng bẩn thôi. Em nhẹo thêm chút nữa là lấy ăn mía lô nè. Lấy cho 10.000 bản này đi rồi. Ở đây là chùa. Lấy cho bẩn gì nè, giống ở đây có bán cơm nữa cô chú ơi. Hấp dẫn luôn, rất là ngon luôn nè. Xù cơm bún chúc chị bán đông khách luôn. Cho anh xin quay cái em mới lời tới hả? Em mới chạy lời tới hả? Hay là ngày nào em cũng bán đây em? Ngày nào của em cũng bán đây chứ. Chúc em bán đông khách nghe em gái. Bán bánh chuối nè, cái mì bào, cái mì luộc, bánh tráng, cái bánh dừa rất là nhìn hấp dẫn luôn á. Về biên giới là có rất là nhiều đặc sản của chú, như là chuột đồng nè, cá linh nè, cá đồng, rồi các loại bánh dân gian, rồi các món ăn sáng nữa, giá bình dân nha. Giờ chúc em bán đông khách nghe. Giờ đảo cái này giàu lắm á. Quay đưa cái giờ đảo luôn mà. Dạ. Trời ơi chết rồi. Đưa giờ đảo bỏ chồng luôn rồi. Chắc bà đó có đi được không? Bà đó có đi được không anh? Anh chúc em bán đông khách nha. Dạ, cảm ơn. Ở quay đó thì bên buổi sáng sắp dậy. Ừ, anh cảm ơn em. Kênh của anh là Vùng Biên TV. Ừ, anh cảm ơn em nha. Em có thường thường xuống Hồng Ngự bán không? Không, anh có đi bán ở đây không ha? Có đi đâu ngoài mua khoai mì á, thì có. Chứ còn em bán ở đây không à? Ừ. Cô làm cá linh đấy cô? Dạ. Cô đang móc thầu cá linh nè cô chú ơi. Đó. Cô đang móc thầu. Ngày nào mình cũng bán đây hả cô? Dạ. Em ủng hộ chị vé số đi. Ủng hộ ha. Dạ. Chị rút cho em 2 tờ đi. Tặng cho cô bên đó tờ. 25.000 tặng cho cô tờ hả? Ừ. Để tặng cho cô tờ nè. Dạ. Chúc chị bán đông khách. Dạ.
Chị đi bán gì ngày nhiêu tờ chị? Cũng 60 tờ. Dạ. Cũng 60 ngàn một cá. Dạ. Dòng xã chị làm gì? Chị chạy cá cho công ty hùng cá. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Làm đi chạy cá cha đó. Dạ. Yeah. Chị có con đi học không? Không, không có đứa gì nhất cả, có đứa ngoại rồi. Dạ. Yeah. Cuộc sống cũng ổn định đó chị? Cũng ổn định, cũng thiếu hơ, cũng không đủ hả? Thiếu hơ. Hai trăm mấy được rồi. Không rồi, tiền là 200 mấy. Ủa, cái đó mình bấm cái gì mới vô cái đó? Anh vô YouTube á. YouTube là cái gì quên người ta? Cái nút màu đỏ nè. Ờ, cái này. Em gõ dùng biên tay về. Em gõ vô đi. Em đăng ký chứ em bấm cái chuông tối em đăng cái em gặp. Cô cho con gỡ cái này được không cô? Dạ. Cô bán đồ đục mắm nè. Dạ. Em bán hồng ngự. Dạ. Dạ. Chúng đặc biệt thì chở vào đây nha. Dạ. Chở đây là hỏi mấy chị này là biết à. Em có duyên em gặp chị em thay mặt anh Tướng Trần á. Ở bên Mỹ gửi tặng cái số tiền 200 ngàn này cho chị nè. Dạ. 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 Cái này của anh Tuấn. Ở bên Mỹ á. Dạ. Rồi em chúc chị nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cái đó tiền của anh Tuấn ở bên Mỹ, Tuấn Trần ở bên Mỹ. Dạ. 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 Chị bán ngày được có mấy chục tờ giấy số cô chú ơi? 60 tờ lời nhiêu chị? 60 tờ lời 60 ngàn. Không đủ sống. Dạ. Em gửi chị. Dạ. Em chào chị nha. Dạ. Cô cho con quay cái xe này cái. Không á, 50 ngàn quay. Đâu hỏi trả nào, thằng trả nào. Cô làm cô giật mình luôn. Bán đắt không cô? Lai dài con năm nay ơi quá. Dạ. Dạ. Con quay rồi con mua chuột cho Út ha. Dạ. Cô nói chuyện giản dị quá à. Cô bán cá này là cá bóng sông nè, cá chốt nè, chuột nè, mà đặc biệt là về chợ cá sách là ốc nhiều mà cô chú. Tôi nói tiếng nào mà ông cãi vậy, nãy tôi bắn mày không hả chăng? Ốc. Anh hai ơi, lỡ mua ốc mua cốc thì đã ế nè. 1 ký nhiêu? 1 ký 20 anh. 20 ngàn chứ không phải 20 anh. 2 ký 40 bán không? Bán. Bán quá trời được rồi. Chú này được. Chú này kia chú đất cũng được. Về lâu nay mà chú nướng cả. Cô ơi, chú nướng trái nhiều cô. Cô, chú nướng trái nhiều. Lát con lại cho cô lên truyền hình luôn. Cho nhỏ này lên truyền hình là thứ 3 đó nè. Dạ. Là ba nó là nó ba nó người miền mà nó ly lạc bên đây đâu. Nó ly lạc đó cho. Lạc bên đây cũng kiếm người ba đó. Dạ. Dạ. Con chúc cô bán năm khách nghe cô. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Nữa con tôm bảo một lậu chuột quá ơi. Cậu cậu quá ơi quá ơi mà cậu quay lên cho thấy mắc cỡ nhiều quá. Cái này ớt ớt hả cô? Ớt bắc. Ớt hay nhãn? Ớt chú mà cậu. Cái này bắc hả? Bắc. Nuôi hay là bắc? Bắc, ớt đồng luôn mà. Ớt đồng kiếm nhiêu hả cô? Kiếm 70 70 hay 80 ha. Dạ.
bối rối giờ. Ký nhiêu ạ? 80 ngàn. Bán con nửa ký đi. Nửa ký thôi nghe cô, mình còn ăn không hết á. Để có mua bên đó cho cô luôn. Cái này gửi. Cho gỡ nó đi con, lát lấy gỡ nó đi em, xem đi em. Thôi 40 đi, 40 đi. Tôi lỡ 5 ngàn hả? Dạ. Là chị Bảy quay clip sao mà coi. Ổng là gì của con à? Chú chung hai ba hả? Chú. Ở đây cô bán xôi, xôi nước than đen mà ngon. Cái này cô bán mấy ký á? Cô bán 50. Cái này nè. Cá 50 ký. Bán con nửa ký đi. Cô lựa cho con mấy cá tươi đi, con sắp đi cho nó lâu. Cá dảnh đó cô. Cô lựa cá dảnh đó. Con đang 6 gram 30 ngàn. À 6 ngàn. Cá dảnh ngon hay là cá mè ngon? Cá nào cũng ngon. Cái đó cũng 50 thôi, con ăn cái nào. Cô lấy cho con vàng cá dảnh chứ. Bỏ là bỏ cá mè là bớt. Không có cá mè đâu, cá dảnh không à. Cái đó cá mè dính mà. Cái đó cá dính xíu đâu. Cái cá dính thịt trắng hả? Dạ. Dạ, cái dính xíu đi. Để ký thôi hả cậu? Dạ. Cậu ơi, này 8 gram à. Dạ, bằng cho con nhiêu đi. Đâu chẳng ký như vậy tính tiền. Mình coi không hết như được rồi. 8 gram. Dạ. Nhiêu tiền hả cô? 40 ngàn. Cái chốt có là cái chốt là 8 ngàn. Không đi 3 gram. Ngồi cô. 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 Đâu giữ đi. Ủng hộ cô nè. Dạ. Mua cá ủng hộ cô. Dạ. Chúc cô bán đông khách nha. Rồi chúc con quay thành công nha. Tốt đẹp. Dạ. Tối con lên YouTube con coi có cô trên YouTube á. Thì đó cũng cũng quay giúp cô mấy trời đó. Dạ. Mấy trời cái cũng già cũng có 50 ngàn, 40 ngàn rồi vậy chứ. Dạ. Quay vui vẻ cô đây. Ở đây có em bán ổi nè. Cô bán ngàn buổi hả cô? Có khi bán không hết thì cô bán cái chèo luôn con. Gì đó hả? Thật đẹp cô quá à. Mọi người đến mua ủng hộ cô để cho cô về sớm á. Cho em quay cái này cái cho chị. Trời ơi cá linh nè cô chú ơi. Về biên giới là cá linh bao la luôn. Đó, phải xuống bóng xi nha. Đây cũng gì nữa nè. Cái này cá đồng luôn cá hả đồng, chị? Cá lóc đồng. Dạ. Cái này cá làm mang kia xuống kìa.
của chị Mai kìa. Sao mà ngon quá vậy? Trời ơi. Con có lóc ăn ngắn tới mua vậy con làm. Mua đây nha. Có lóc đồng. Ủa cái gì mấy bạn nhà cho. Rồi này nè bố. Chú bột, chú bột qua. Bị chưa? Bốt tí. Canh linh bốc hầu gì là canh da nhiêu hả chị? 10 ngàn. Canh da 10 ngàn. Ủa đây rẻ cho bình thường luôn, rẻ hơn năm ngoái nhiều luôn. Năm ngoái với mày còn 170, 180 hoặc 200. Dạ. Rẻ gì cũng 150. Giờ năm nay còn không? Dạ. Hôm nay cá ế băng được. Bốc hầu 100. Dạ nè, tôi cho em quay cái này nó đặt. Quen lát vô 50. Dạ. Cho 2 tỷ chứ không? Không, nó 50 á. Tặng tờ giấy số 2 tỷ. Rồi, đưa luôn, lấy luôn. Chúc lời ca đưa đi chị. Ừ, lấy 2 tỷ nè. Rồi. Đó, giờ đi giết nha cô chú. Rồi, em cảm ơn chị luôn. Đây, đây là cô chú. Nhiều có linh lắm nha. Em quay cho cô chú coi nè. Lát không đưa là tới công chuyện với tôi luôn. Em phái chị cái linh non đầu mùa của chú ơi. Đó. Mong anh tặng chị thiệt. Tặng không tặng, anh tặng hết chợ. Thôi chị xúc công, chị xúc cá linh mà. Quay đại mình đàn ta lấy 2 tỷ. Chị mở này ra em tặng chị thiệt á. Mở cái giấy số em để đâu rồi? Để đâu? Đây. Dạ, tặng chị tờ em tờ đi. Hai chị em mình trúng. Đưa số điện đây có trúng mà chiều điện xe nhà với nhau nhậu mình chào quỳnh chát. Chúc chị bán đông khách nha. Tại sao không? Kiên Giang. Quá im. Cái này cái gì nữa chị? Cá mè. Cá mè. Cá mè không? Dạ, cá chặt lông. Bắt lên được không chị? Được, bắt đi. Cá mè. Có tài bắt cá chặt lông không được. Thì bắt được gì? Thừa có 1 tấm giấy số mà đài tội quá. Nè. Dạ, đấy bán ngang hả chị? Đó. Cá chạch lấu. Cá chạch lấu. Cô chú chị các bạn có đến chợ Cái Sách mua ủng hộ cho chị nha. Chị tên gì hả, thứ mấy hả chị? Chị Ba. Chị Ba Mai á. Chị Ba Mai. Dạ. Chị Ba Mai vợ của anh chạch lấu. Chị Ba Mai vợ của anh chạch lấu. Chị bán cá này không hả? Chị bán cá rô. Chúc chị bán đông khách luôn. Dạ. Hai đó hai chồng. Chị Mai. Chị này nói gì kìa? Nói tối chị lên đài. Lên cá được rồi, anh lên cắt em ra. Tại xấu quá lên không được. Không, chị đẹp á. Được. Ờ, cảm ơn anh nha. Dạ. Nói gì? Anh đâu tới để mua sữa cho anh đúng. Có bình ảnh đen à. Quá giàu à. Cá lăng. Cá lăng. Cá lăng hồng. 1 ký nhiêu hả chị? 70. Ô chợ này bán cá rẻ hơn mấy chợ kia cô chú. Mấy chợ kia là 100 cái giam cá linh là 150. 15 ngàn. 150. Rồi, chúc chị Mai với anh bán đông khách nghe. Rồi, ok. Chị bán thiệt. Quá bà nội. Bán đông khách nó ngột quá kìa. Dạ, đều quá. Đều đâu có bán đâu. Không có bán. Đều hả? Ừ.
cô để đó lấy, cô lấy cái cô. Con gom là để ngay chỗ đó nè. Dạ. Rồi, tới luôn hiểu gì à? Tới luôn. Vậy, cái giọng mưa tự nhiên đi cô. Đây ổng đỏ không chắc. Chịu chưa? Quay gì chịu chưa? Bây giờ mưa đi mới chịu chứ giờ khổ không? Mít tu nữ trái nhiều à? Kỹ đúng chứ. Chứ không bán trái hả? Kêu là quay rồi tới quay cái bắt đầu mắc cỡ. Quay nhỏ chứ đứng ra quay nhỏ bánh lọt rồi tự nhiên nó bì à. Mít tu nữ đó cô chú. Bán đắt không chị? Dạ. Yeah. Chợ mình lúc này là đông chưa? Giờ này là muốn tan rồi. Giờ này là muốn tan hả? Dạ. Ồ, chị nói tao hiểu. Lý do? Ủa sao gần gần bên đây là cam mà không thấy người cam qua mua đồ chứ nè. Tại nên giờ biên phòng không cho qua, có giấy nữa. Dạ. Không cho qua lộn xộn nữa nghe. Ừ. Đúng rồi, có giấy phải cho qua kiểm soát. Chị có ngồi nè. Chú nướng nó nói lại cái con đó nha. Chú nướng sọc đó nha. Chút đảo là mua liền á em. Chưa. Dạ. Dạ chút rồi. Bán ngày tới mấy giờ mình mới nghỉ á cô? 8 giờ. 8 giờ. Dạ. Bán ngày mấy ký bột đó cô? 60 ký. 60 ký hả? Một cái gì mấy ngàn cô? 5 ngàn. Bán con cái đi. Mua bánh kẹp ủng hộ cho cô. Cô thứ mấy? 9. Cô 9. Thấy thì con cầm con ăn luôn á. Mấy cà chuối hả cô? Dạ. Dạ, yeah. Chúc cô bán đông khách nè, nhiều sức khỏe luôn. Đó, em mua cái bánh kẹp này của cô là 5 ngàn. Nóng quá cô chủ ơi. Để bọc nè, bọc đi lát ăn. Để đi lát con lợn con lấy. Dạ, yeah. Bánh kẹp chuối, một cái 5k. Đây là chị bán cá nè, bán cá biển chứ. Bán lưu động ha chị. Dạ. Chị bán cá nha. Chào hai em. Dạ chào. Sầu riêng này ngon không? Tí nhiều cầm lên trái nè, lựa cái ngon nè. Ừ. Cái này em căng của người ta lợi hả? Căng anh. Cái trái nào ngon em? Trái này ngon nè. Mấy trái này ngon không? Cũng ngon, trái nào cũng ngon, trái này ngon nè. Hai trái đi, hai trái. Ngon trái một vàng. Nhiêu tiền em? 96 ngàn. Trời ngon lắm. Chào cô, giấy 500 không rồi. Đây chị bán sầu duyên nè. Bao ngon phải không? Dạ, lúc này bắt đầu đông dần dần lên đó cô chú ơi. Ở bên đây là nhà lồng, trong đây là cô chú. Cỡ đây hơn lấy. Chỉ 500 tối thôi. Nè lấy tấm giấy cho em là lời. Đúng không? Dạ.
bớt ngàn nữa hả? Cứ gỡ nó luôn đi. Lỡ thành đống thì lát lấy luôn. Đội quay cho bằng được. Mà không chịu tháo khẩu trang ra. Tháo khẩu trang ra đi. Tháo khẩu trang ra mua thêm trái nữa. Hay là mới xăm môi. Tháo khẩu trang mua trái nữa. Ừ. Sò huyết cá biển mực đây. Mới gặp em bên kia phải không? Ở đây đặc biệt là cái khu vực biên giới là có cái loại bánh này nè cô chú. Bánh bò tốt nốt. Chúc chị bán đông khách nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Đây. Mọc kìa coi. Chị bán sầu riêng. Chị bán sầu riêng. Không tháo khẩu trang ra trả trái sầu riêng. Không tháo khẩu trang ra là trả trái sầu riêng là đó. Nó chờ thôi nghe, chúc chị bán đông khách nghe. Mở hàng chút xíu là hết trơn luôn. Dạ. Anh đâu lận? Ở Hồng Ngự. Ở thành phố Hồng Ngự. Gần Tân Hồng á. Ừ. Con bán bánh kẹp. Cái của con nguội chưa cô? Con cầm đi con ăn luôn á. Rồi. Cái này là bánh kẹp mua của cô nè. Cô đang đổ luôn. Mời cô chú ăn bánh kẹp. Em về đây em thấy cá linh rất là nhiều cô chú ơi. Cá linh mình móc hầu 100 gram nhiêu quá chị? Gram 10 ngàn. Móc hầu rồi gram 10 ngàn. Gram 10 ngàn. Người ta yêu cầu mình móc là mình móc hả chị? À. Dạ. Yeah. Ta yêu cầu thằng nào ta yêu cầu mình móc. Dạ. Yeah. Chị đang móc hầu cá linh nè. Kênh của anh là Dùng Biên TV. Chúc em bán đông khách nha. Ủa chợ mình lúc này là đông chưa mà sao thấy cũng mơ. Chợ này nó dữ chứ anh ơi. Vắng lắm, Campuchia nó không có qua. Chợ này là cái này nó dữ á. Gì hả? Anh chúc em gái bán đông khách nha. Dạ. Chúc gái cũng bán đông khách luôn. Chúc chị bên đây bán đông khách luôn nha chị. Dạ. Cái linh ở đây em thấy rẻ không mấy chị khác nè. Rẻ lắm. Rẻ đầu nguồn mà bởi vì cá nó rẻ lắm. Ngày nào cũng có hả chị? Ngày nào cũng có. Dạ. Em chúc chị bán đông khách nha chị. Mời cô chú chị các bạn tham quan với em cái nhà lòng chợ nè. Ôi ôi, ở đây lương cô chú ơi. Ừ. Đồng nha. Đây ớt nữa nè. Ớt nữa nè. Chờ em thấy trong nhà lồng này ít người lắm cô chú ơi. Chúc chị bán đông khách. Bán từ sáng giờ đã khách không chị? Không có người ta luôn á. Gì hả? Dạ. Sao chị tội nghiệp không chợ? Sao chợ mình vắng quá hả?
chị bán chân gà là bán gà làm sẵn. Em chúc chị bán đông khách, chúc cô nhiều sức khỏe. Không có người ta. Dạ. Bán chứ không có người ta. Dạ. Cái chợ này nó chị đó. Em chào chị nha. Chào con trai. Ở đây bán rau củ quả cô chú. Thế đây là đặc biệt bông súng nha. Chúng chị bán đông khách. Chợ mình lúc này đông chưa chị, hay là lai gai gì hả chị? Lai gai thôi, cảm ơn. Dạ. Chị bán rau củ quả. Bông súng điên điển. Bông súng điên điển. Dạ, điên điển nè. Em chào chị. Dính từ giờ. Cô bán xe đẩy nè. Chúng cô bán đông khách luôn. Bên đây cô bán ba cái đồ nhựa. Em đi bọc một vòng cho đây. Ở đây chị bán trái cây nè. Đi đây vòng cô chú. Đây nhà lồng em thấy hình như là bỏ hoang luôn đó. Bỏ hoang hết trơn cô chú ơi. Nhà lồng chợ Cải Sách này. Đó, nguyên cái khu vực này là không có người buôn bán gì hết đó cô chú. Đây có cô bán nè. Bán cho con chai nước suối cơ. Thứ đó là sữa đậu nành hả? Cái này là đứng đám mía. Dạ. Ở đây tối quá, cái màn hình hơi bị tối. Quay cho cái sách nè. Dạ, quay cho cái sách đó cô. Không nhiều. Cô qua YouTube. Nhiều quá chị. 5 ngàn. Thôi chị, thuyền nè. Cảm ơn. Ít người quá.
chị cho em cống nút, chị mở cái giùm em đi. Dạ. Có lúc nào là đông không? Tết mới đông hay là sao? Sao em thấy tiếp giáp với Campuchia mà ít có thấy người Cam quá à? Cái này nó không bắt đưa đò, người Cam mới qua. Có đưa đò đó, người Cam mới qua nhiều. Có mấy đò này nó không có cho đưa nữa, người Cam mới qua, ta đi lên trên kia luôn, mua đồ luôn á. Trên kia là trên nào hả chị? Ở trên... Trên đó có cái chợ nữa hả? Trên Tà Hui, bên Miên á. Ta đi lên. Từ ngày có bắt đò này nó không có cho đưa nữa là bắt đầu người ta đi lên không à. Còn hồi lần có bắt đò thì ta qua đây ta mua đồ. Hồi lần đông lắm. Cái trước cửa chợ mình lúc trước là có bến đò. Không, bến đò dưới đây chút. Dưới giờ ta qua lại. Dưới chỗ bộ điện qua chợ. Còn bây giờ là không có cho qua lại nữa. Thành ra là ít. Dạ. Giờ bển cái ta qua đó luôn. Ta đi lên luôn, người ta lên Trà Hui ta mua đồ luôn, cái ta qua đây nữa. Lặng gì ta cũng qua đây ta mua đồ về bán, rồi ta mua đồ về ăn. Dạ. Từ ngày bến đò của chỗ bộ điện đó nó nghỉ đưa rồi là bắt đầu Campuchia đi lên không à, nó không có đi qua. Dạ. Có dân ở đây thì ta bơi xuồng qua thôi chứ. Dạ, cái này ơi lắm. Với cái này dân chúng ta đi làm hết rồi. Dạ. Ta đi Bình Dương ta làm. Chị nói chờ ấy. Cái sách này cũng vắng lắm. Dạ. Em đi chợ nào em thấy cũng vậy. Chợ nào cũng vắng hết nha. Có Tết á. Tết nó đông. Tết, dạ. Tết dân vậy đông. Dạ. Chị ở đâu lợi hay là mình người ở đây luôn chị? Người ở đây. Ở đây luôn ha. Dạ. Em chúc chị nhiều sức khỏe, chúc chị bán đông khách luôn. À, em chào chị, dạ, dạ. Em chào chị luôn. Theo cái thông tin của mấy chị là chợ này là ít khách do bến đò không có đưa. Rồi em đi bọc vô đây vòng nữa để em kết thúc video luôn cô chú ơi. Cái nhà lồng thì hai bên cái lối này nè cô chú, rất là rộng luôn. Chúng mình bán đông khách. Bán từ sáng giờ đã không anh? Dạ, chợ mình cái này vắng ha. Dạ. Dạ. Lúc trước là Campuchia qua đông. Dạ, đang cần kiểm soát. Dạ, từ hôm dịch tới giờ đúng không? Dạ. Hai qua có giấy tờ. Có giấy tờ mới cho qua. Đi vòng lên dạ. Ta đi bọc lên mình đó. Còn mà qua đây cũng bán qua mà nó không cho đi đò. Ừ. Nó dẫn cho chị họ dò qua nhưng có giấy tờ đầy đủ cho. Là mới cho qua. Có đủ là. Ừ. Rồi em chúc anh bán đông khách nha anh trai. Dạ. Dạ. Ở đây có bán tạp hóa nữa nè cô chú. Chào cô, từ sáng giờ bán đắt khách không cô? Có ai hết trơn làm tin. Dạ, ngày nào cũng vậy à. Sáng mà còn gì chiều còn teo heo nữa. Dạ. Đi đâu hết không biết nữa. Dạ. Chắc do đi làm á cô. Dạ chắc vậy quá. Với mấy đứa mà nó học sinh mà nó học hết lớp 12 rồi nó đi xuống Cao Lãnh học rồi. Có đứa thì đi thành phố học, có đứa thì đi Bắc Mỹ Thuận dưới học Cần Thơ. Dạ. Đi hết trơn giải giác hết rồi chú ơi. Dạ. Buồn hiu à, bán không có được đâu. Dạ. Bây giờ là mấy cái người nào mà có đắt thì ở đây mà bán bậy bạ chút đỉnh kiếm tiền uống cà phê vậy đó. Dạ. Chú thấy cái này lời được có ngàn ngàn rưỡi bạc đâu có lời được nhiều lắm. Dạ. Hai vợ chồng già thôi. Dạ. Ở nhà bằng đất, cháu ngoại cũng đi học hết rồi đó. Học ở Sài Gòn hả cô? Nó đi xuống Cao Lãnh rồi. Học Cao Lãnh. Mới đi năm nay hay nhiều năm dạ, rồi cô? Dạ, mới đi năm nay. Dạ. Rồi giờ hai vợ chồng già ở nhà đó. Dạ. Con chúc cô chú nhiều sức khỏe, bán đông khách nghe. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Cô chào cô. Dạ. Cô chào chú luôn. Cái lối đi rất là rộng mà cô chú.
Mình chào cô. Chúc cô bán đông khách. Rồi. Bán từ sáng giờ đã khách không cô? Ấy qua cái này ấy qua nơi. Dạ. Bữa nay có cá linh nữa quá trời. Người ta ăn cá linh. Ăn cá linh, cá linh rẻ. Cá đi ít bữa hết cá linh cái mình bán lại đắt lời à. Đúng rồi. Người cam có mít cam. Dạ. Ta ít cho qua, ta giữ hết cho qua. Chứ một lần người cam qua thì bán đắt. Đúng rồi. Bây giờ ít cho qua. Dạ. Từ giờ nghe thông tin cũng giống như chị vậy đó. Rồi em chúc chị bán đông khách nha. Dương quốc cá luôn cô chú. Em đi cơm xong mà cô chú ơi. Cá lóc. Chúc chị bán đông khách nha chị. Tôm sông hả chị? Dạ. Để chị bán tôm sông. Lên YouTube. Em chúc chị bán đông khách nha. Dạ. Cái này cá cha, câu, câu cá đường hồng. Câu cá cha, cá đường hồng. Ngon lắm luôn. Em chào chị. Vậy thì em thấy có đặc biệt là có bông điện đó cô chú. Chị các bạn tham quan nha. Cái lối này là mình về đâu nữa chị? Dạ, cầu muốn không ạ. Vậy cầu muốn chạy thẳng là được luôn ha. Không chạy rồi xuống cái đi đó là chỗ cái cua mà cái nhà thấy đó là mẹo da đúng không? Vừa trái thế nha. Dạ. Em cảm ơn chị. Đi đâu cũng gặp chị hết trơn. Đi con mình nè. Chị em chúc mừng con chị nha. Quá xuất sắc luôn. Cháu nó học rất là giỏi. Quay YouTube. Lấy cái áo sao kìa. 16 đây. Em chào chị nha. Em đi một lối này ra nữa là em kết thúc video luôn đó cô chú. Cô cho con lấy cá đi cô. Từ bây giờ bán đắt không cô? Bán cũng lai gai cậu ơi. Dạ. Bán đủ sống qua ngày. Bán lai gai. Đủ sống qua ngày. Cho cái bọc nó đi bắt tài ơi. Cho cái bọc nó đi bắt tài. Này lấy nửa cái lên đó. Chuyện tôi muốn chết chưa đó, nửa cái lên nữa tôi mới chịu. Cái chuyện này, cái chuyện gì? Chị bên đây nè, chị bên đây. Có tiêu nữa.
Vừa cuối cùng không có cho. Không. Ủa vậy nó đâu có cười. Nhỏ này nó đâu có cười ra. Nó đòi lấy khăn chụp nó mới cười ra. Mơ mốt đừng đòi 50 đòi 100. Không, 50 à, 50 muốn nói gì nói, hỏi gì nói mấy. Quay hoài anh tụi nghịch bên. Chồng nó tới bên kìa. Thì quay hai chồng rồi chung đó. Tình cảm. Tối nay bắt đầu YouTube chờ cái chờ cái sách lên là có chị Mai phải không? Chị Mai nữa. Chị tên gì vậy? Chị đang là cái Linh. Ngầu cho 50 mới nói cho nữa giờ. Trời cho 100 chứ cho 50. Có số nghèo không? Có số nghèo là cho 500. Vậy. Nếu có số nghèo là có tiền. Sao em lại anh á. Từ cấp tới giờ mấy chục năm nay em không có hưởng ăn phòng nhà nước được gì, tự mằn tự ăn anh ơi. Được có. Đâu vàng đỏ chứ số nghèo. Chị. Chị ơi. Đâu vàng đầy tái chứ số nghèo chú ơi. Nè. Dễ hỏi nợ. Không. Nhìn chị là không phải thiếu nợ, chị là chủ nợ chứ không phải là con nợ. Chị nhìn chị là chủ chứ không phải là con nợ. Cái này đi, bây giờ nghỉ đi rồi quay lên lớp đi làm thầy bói được. Chị bên đây cũng chủ luôn nè. Cô chào cô. Cái gì nữa? Cái gì nữa? Cho con dở cái này lên cái cô. Dở gì nó dở. Chết mẹ cái chùm này. Bỏ vô sẵn cái đi. Ở đây đặc biệt là chợ này là lương ở đó. Ớt đồng mà cô chú ơi. Dạ. Cái bóng nó kỹ nhiêu hả cô? 900. Cô chú anh chị các bạn có dịp về chợ cái sách nha. Mấy cô mấy chị ở đây rất là vui tính luôn. Bán nhiều đặc sản cá đồng. Cô chúc cô nhiều sức khỏe bán đông khách nha. Biết sao phải anh ở gần anh mua. Có ông anh nóng giờ mua mà ở dưới chợ Bình Thạnh chạy lên đây xa ghê luôn. Là đặt ở dưới là 1 kg móc hầu là 150 ngàn. Ở đây có 100 ngàn à, không chịu đâu. Mà chạy lên nó xa, ở trên đây rẻ nè. Để anh lát điện cho bà xã nè. Anh đóng thùng nhỏ vô mà, tới ngày thứ tư người ta mới đại khách. Ta mua tới 4-5 kg. Nếu mà mình đóng thùng thì tới ngày thứ tư nó không ngon đúng không? Không. Đóng bữa nay mơ ăn được. Tại chiều nay em đóng 7-8 kg rỡ thùng. Em một chút xíu cho anh số thì anh cứ về giữ tính nói với bà xã rồi đặt mua 4 kg mà tới ngày thứ ba lên lấy. Thứ ba lấy thứ tư anh mới đại khách, mình phải lấy cho nó cằn cặn nó mới tươi đúng không? Đúng rồi. Bữa nay nhiêu? 10 ngàn rồi đấy. Anh trai, sao anh thấy anh nói chuyện chưa à? Dạ, anh kêu ngầu im. Dạ. Chúc anh chị bán đông khách luôn nha. Chị em lấy anh nền chị luôn nè. Chị ấy luôn. Lại bà lấy bà luôn đi. Chị ấy. Chúc chị bán đông khách nha. Ê, em làm giáo viên phải không em? Hết buồn rồi. Nói ông này là muốn kiếm thêm một từ đó là vợ thứ ba nữa nè.
chính thức chứ không phải giải chính vậy chứ là cái kỹ chính chứ một giờ năm chân leo có ba đó năm chân có ba giờ ba giờ hả nè hai giờ chứ sáng ba dạ thì quay ổng đó quay qua đây đi có không trời nó quan cho anh có nghe bệnh cái chân anh à đứng lên quay trời là quay cái gì nè vậy nè cái chân ảnh xúc động hương với anh này hay gì đó nghe phải kìa phải quay quay luôn kìa không đâu quay chị cái anh với anh này là bạn đồng hương đó nè 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 nói cái hay quá cái quay ngay chị chú lên giao cá linh hả à? Cái đó có đổ chứ không chị? Đó, đổ là đâu chú đổ cho con ngay. Em đợi chị. Rồi đổ chú ra. Không, mua mấy lợn. Mở hàng bán đá không cô? Được con. Cảm ơn. Chúc mở phải con ở gần đi, sắp tới con lên mở hàng ngựa mới mới là con. Con to con qua 50 ngàn. Dạ. Mẹ cho lợn nữa. Mở hàng cá không mà đổi 50 ngàn. Ừ. Ủa đó, con đậu quay tới 50 mới nói. Không phải nữa không, con 50 mới nói. Cho lợn nói. 50 có 2 đô à. Em đòi nhiều nhiều chút hay là ta cho chứ có 2 đô có khi ta cho ta ngày. Vậy à? Tới 10. Ủa, tới 18 đậu mà có 50 bao con 500 đồng hả? Nếu mà con cái này bao con 2.000. Vậy à? Bao đậu hay bao đít? Đầu lô đít về quốc khách nha. À, nói gì nè, A B. Đầu lô cái giữa. Ủa không? Ủa chứ còn có đất quá chị. Cái mắt mê rồi. Em chào anh chị nha, chào chị luôn. Quay chuột á ha. Ờ chị nói làm nghe theo chứ em không dám cãi. Đeo vàng tùm lum hết trơn mà nói quá trời khổ ai tin. Ờ nó thiếu nợ. Không không chị là thuộc cái dạng là chủ nợ. Em chào chị. Từ sáng giờ chị bán gì ạ? Dạ em chào chị nha. Cái chuột các cô chú đó đi vòng vòng bây giờ cá có chuột chưa có cái nào yeah. Chuột có ếch có cái gì ếch cá có mà chưa có cái chuột nữa chứ cái chuột cái cây có nó gỡ gỡ cái kia em bán cái gì chuột em bán dạ yeah. Cho anh ký à ký nhiêu à ký 100 ký 100 ngàn nửa ký thôi. 100 ngàn bữa nay rẻ đó. Nửa ký đi em. Nửa ký sợ quá anh. Có mình một á. Mấy em mặn đây ấy đi anh xách anh chạy về nhà anh mặn cũng được đó. Lựa con uống á em. Ừ.
cái này mình căng đồng yên về ha anh, đồng cam hả? Đồng cam. Dạ. Sao không thấy cam đi qua chợ mình vậy chứ anh? Ở bên này ít lắm, vô đợt dịch giờ rồi là ít có hoa. Không cho hoa luôn. Ít có hoa. Dạ. Cái khẩu giờ nó ấy đó, rồi ít có hoa lại. Đây là chuột quá thứ luôn thôi chú ơi. Đó. Tiền nè em. Cái này ký nè, anh lấy hết không đi chuột đâu với nó. Thôi có mình anh hả? Anh không hết. Em. Chúc em bán đông khách nha. Em gái đang ngoài chuột nè. Ngày nào mình cũng bán hả em? Bán theo mùa hả? Dạ. Bán theo mùa hả? Mùa mua chọn chút 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 ủng hộ. Hello. Rồi cảm ơn em. Chúc anh bán đồng khánh luôn nghe anh. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Em. Bán em nửa cái chuồng cũng được, mua ủng hộ mớ hàng em luôn. Mua chuồng này đi, mớ lợp nè. Dạ, yeah. Nhiều à? Bán xong hết thì bán ký 80, lột sẵn luôn. Anh mua nửa ký thôi. Ký thì ký 100 đi. Để cho anh nửa ký. Rồi mấy con ú cũng mở. Alo, mày mày cắt cho chị đi, chị vô cạc chị điện ta, tao làm ăn mà mày ngày qua nay tao điện không có được gì chứ, tao bắt đi mượn máy. Rồi mấy con ú anh. Cái này chứ không được ký nữa mẹ hết đi 50-60 ngàn. Con mình một rồi. Nửa ký thôi. Ít tờ thánh thằng ơi, sáng giờ lỡ chào món hỏng rồi. Bởi tôi nói sao chuột mà nửa ký chuột mà nhiều dữ. Đã hôm qua căng tiền nó vậy. Ủa, nhìn mới được, sáng nhìn để lỗ chắc bà luôn rồi. Sáng giờ lỗ hả? Trời ơi, 300 giá. Quá ngon, Thủy nãy sao đặt vào cho ông Hải 1 ký luôn mấy chuột. Bỏ đây nè, buồn lên đi anh, buồn lên. Ừ. Tiền qua dặn sao 4 qua 400 giá, tôi nói đặt vô đó 1 ký chuột sao nhiều. Chết rồi, công nghiệp lỗ chắc bà luôn rồi. Đưa tiền ra. Hôm sáng ngày qua có mua thôi. 1 ký chuột, có dặn qua cái thao dịch qua 400 giá. Giống như làm hứa đi em ơi. Sáng giờ bán hết cọng chuột luôn, không coi cho căng. Chuột qua mấy gam? 400 gam luôn. 400 gam, 4 gam cái thao bự ngày qua. Được đó, 3 nửa ký mà thành có 300 gam. Kệ đi, bán gì mà làm giàu. Sáng giờ là bán 1 ký. Cái bọn khùng bành cứ để vô, ủa chúng có 200 gam mới thần. Nè. Bà cứ nói sao mà, cô chuột con Thủy một đống vậy mà ta chạy không canh. Cô mua hả cô? Rồi chúc hai chồng bán đông khách nha. Trên đây có bán cua nữa nè. Đâu à? Ký nhiều à anh chú? 130 ký. 130. Ủa dễ chứ hả? Mua được cái dạ. Dạ. Dễ rồi anh nhỉ. Dạ. 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 Dạ
cua 1 ký 130k. Cua Cà Mau ha. Ui da, ở ngoài cua không ngon hả anh? Ngoài này mất tiền nè. Vậy hả, trăm rẻ hả? Sao lại rẻ, cua đó nó không ú hả? Không phải nhỏ hơn. Nhìn không biết hay gì. Tao nó bóp cái mai sao đó chị, bóp nó cứng á. Cua này nó dạt. Cua dạt. Cua 130 của tôi rồi. Cua gì ăn hả chị? Dạ. Dạ. Em chào chị. Dạ. Chúc chú bán đông khách nha chú. Thấy chú đi bán cua này của chú ơi. Ký 130.000. Chào cô. Chúc cô bán đông khách luôn. Cô chào cô. Dạ con đang chuẩn bị về. Con chúc hai cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Nó đi nhiều quay phim. Dạ. Cô chào cô. Cái bọc trái cây mới nãy con gỡ ở đâu rồi ta? Dạ. Dạ. Chưa. Mới nay có gỡ cái bọc trái cây đó không em? Tại giờ tưởng không quên nữa. Vậy hả? Anh chào em luôn nha. Chào chị luôn. Thôi đợi ăn phở đi cho nó tiện chứ 50 đó nó ít lắm. Chào chị nha. Chào cô. Mới nãy con có gọi cô đây gì không? Có nè con. Dạ. Có ẩm hộ cô gì không? Mua mắm, mua đu đủ, chua gì không? Ba chân nào sắp cho hết. Cua mua cô. Cái đó là gì ạ? Cái này đu đủ mắm. Còn cái này là dưa chua, chấm cá kho chả. Con bán cho con mướp đi. Mướp đi. Có hết cái gì chú? Thôi con căng 4-5 trái hả? Rồi mấy trái con ngon hả cô? Nhiêu tiền hả cô? Có 15.000 Con lấy con cái tờ giấy 20 à? Cô thấu là cho 5.000 Dạ. Có cái bọc bự bỏ cùng cái một. Có bọc bự mà dạ. Nó bị ướt, nó không có khô. Dạ. Rồi để con xách đủ cũ đi. Có cái gì dồn vô được không? Bây giờ mướp vô trong bọc đó đây, đồ khô đó, còn cá để riêng. Cái đó để riêng mới được. Cái này dùng đó mẹ. Cái cá kìa. Không, cá để canh gừng. Để mơm, có cái gì đó, đồ đó là đồ. Thôi, cái đồ đó ăn liền, đồ đó bánh ăn liền, không được. Sầu riêng đâu, để sầu riêng sạch mà. Nè nè, bỏ bọc đó vô đây cho con nha. Sầu riêng á, đồ ăn liền thì mới để gì đó. Tội nghiệp cô quá à, thương cô luôn. Rồi con bóc vô đi. Rồi, con cảm ơn mấy cô luôn.
Ủa, dớt không? Không, không, không có dớt. Dạ, con chào mấy cô. Em mời cô chú anh chị các bạn dạo ra bên ngoài để tham quan một lần nữa cho kết thúc video nha. Mơ mốt gỡ lời em ơi. Chúc cô chú nhiều sức khỏe và lòng chợ đó cô chú. Em chúc chị bán đông khách nghe. Mô mô. Chúc cô bán đông khách luôn. Cô bán trà sữa. Em bắt lò. Dạ, em chào anh. Xong rồi phải không? Dạ. Em chào chị luôn. Chúc anh chị nhiều sức khỏe bán đông khách nha. Dạ. Chúc chị bán đông khách. Ở đây nhà lòng chợ thì chỉ bán cái mặt tiền bên ngoài thôi, còn bên trong là vắng tanh là cô chú. Rồi như vậy là em ra đây em kết thúc video của chú ơi. Chúng ta chạy lên một chút xíu nữa, có khoảng 500m là có cái cửa khẩu đi qua biên giới. Còn bên hướng bên đó đó cô chú là của Campuchia nha. Còn hướng này là chúng ta chạy về thành phố Hồng Ngự nào, hoặc là về Tân Châu. Ở trên đây có một cái tuyến đường đó cô chú, để mà mình chạy qua cửa khẩu Thường Phước luôn. Lần nữa em kính chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn có nhiều sức khỏe, luôn bình an và tràn ngập hạnh phúc trong cuộc sống nha. Em xin chào và hẹn gặp lại video sau. Cô còn lấy cái bọc trái cây hả cô? Dạ. Dạ. Cô chúc cô nhiều sức khỏe, bán đông khách nghe cô. Dạ. Dạ. Xe gì? Kênh con hả? Đi lên xe gì? Con đi bằng xe Honda. Chúng ta. Dạ. Con cũng gần đây à, dài mười mấy ký, 20-30 km à. Dạ. Mình bán ở đây luôn hả cô? Dạ đi mình đi. Dạ con đi mình à. Từ sáng giờ bán đắt không cô? Dạ. Có cam qua bán được. Có cam qua bán được. Dạ đúng rồi, nó bít cam. Dạ. Cam lên trình trạm xuống, ta mới cho xuống. Dạ. Cắt ngang ta mới cho qua. Dạ. Không có giấy tờ ta mới qua. Dạ dạ. Ừ, có giấy tờ lại. Dạ. Lên dạ. Dạ. Rồi con chào cô. Bây giờ em kết thúc, em kính chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị cùng các bạn thật nhiều sức khỏe, luôn bình an và tràn ngập hạnh phúc trong cuộc sống nha. Cô chú anh chị và các bạn xem clip của em nhớ tặng cho em một lượt đăng ký cũng như là một lượt like. Em xin chân thành cảm ơn.